Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món bánh khoai mì nướng nha. Bánh khoai mì nướng này ăn gợi nhớ tuổi thơ lắm. Lúc còn nhỏ rất là thích ăn bánh khoai mì nướng. Và cái bánh khoai mì nướng này á, thì mình làm là ở trong đây mình mua là bánh khoai mì đông đá đó các bạn. Đây, thì cái bịch nó sẽ nhìn như thế này ha. Đấy là khoai mì bào làm bánh. Thì ở đây sẽ có nhiều hiệu lắm, mà bạn mua hiệu nào mà bạn thích thì hiệu này mình thấy ăn được. Nếu mà bạn có khoai mì tươi á thì bạn bào, nhưng mà trước khi bào bạn nhớ cắt rửa và ngâm muối giùm cho mình, bởi vì ở trong khoai mì nó có nhiều cái chất, nhiều cũng không tốt nha các bạn, cho nên là lâu lâu mình mới làm ăn. Nè, bỏ một cái rổ như nè, mình cần hai bọc ha, một lon nước cốt dừa. Nước cốt dừa này để là coconut cream, mình thích ăn hiệu này bởi vì nó thơm. Và trong đây thì nó có 400 ml, là 14 ounce đó các bạn. Mình cần có một lon sữa ông thọ, một gói vanilla và hai muỗng canh bột bắp hay bột năng. Mình dùng hai loại đó đều được ha. Và bây giờ mình sẽ đi nhồi bột. Mình bỏ khoai mì á các bạn vô trong một cái bọc. Cái này là vải mùng á các bạn, may thành cái túi. Và mình vắt cái nước ra để cho nó ra bớt nước nha. Và cái công thức này mình học được từ một người bạn tên là Tiểu Muội. Bạn ấy rất là dễ thương, chia sẻ công thức này với mình là cũng hơn 10 năm rồi, mười mấy năm rồi. Mình rất là cảm ơn bạn Tiểu Muội rất là nhiều, nhờ bạn mà mình có cái công thức ngon làm chia sẻ với gia đình và bạn bè. Và bây giờ mình có cơ hội chia sẻ với các bạn ở trên đây nữa. Lúc còn nhỏ thì không có dừa, cũng không sầu riêng, nhưng mà ăn thấy nó ngon với sợ luôn. Sau này lớn lên qua bên Mỹ thì người ta cũng đi ăn thì người ta cũng hay pha chế thêm, giống như có sầu riêng, có dừa vào. Bạn nhớ nha, lấy kéo đi, lấy dao cắt cắt ra bớt nha, tại vì nó sợi dài lắm. Và bây giờ mình bỏ vào đây lon sữa ông thọ nha, nguyên lon luôn á, một gói vanilla. Và cuối cùng là hai muỗng canh bột năng. Và bây giờ thì mình phải dùng tay mình bóp cái này nè các bạn, để mình không có quậy để cho nó nổi bọt. Bạn đừng có đánh nó lên thì nó sẽ bị nổi bọt nha. Và mình sau khi mình trộn đều như vậy xong, mình để ở đây khoảng 15 phút rồi mình mới đem nướng. Thì trong vòng 15 phút đó mình có thể mở lò lên để cho nó có nhiệt độ trong lò nó nóng á. Đây là cái khuôn chiều dài á, thì 13 inch tức là 34 cm, chiều ngang thì là 24 cm, là khoảng 10 inch các bạn. Và chiều sâu như vậy là 2 inch, là 5 cm. Và bây giờ mình sẽ bỏ một ít dầu vào đây, mình thoa nó lên. Mình thoa dầu đều trên cái khuôn này nè. Rồi mình mới bỏ vào, mình nướng nó cho nó nóng cái khuôn này nè các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đổ cái khoai mì vào đó mình nướng nha. Bỏ cái mâm vào đây. Và từ dưới đếm lên á, thì là ngăn thứ hai nha. Bỏ vào đây và mình bấm preheat cái lò. Bếp 375 nào, mình cái lò mà lên 375 độ á, thì mình lấy cái này ra, mình lấy cái mâm ra và mình sẽ đổ cái khoai vô ha. Thì mỗi bịch khoai mì này là 450 g, mà hai bịch là 900 g, chứ chưa tới 1 kg. Mình đổ khoai mì vô trong cái khuôn này, mình bỏ vào lò mình nướng nha các bạn, bởi vì bây giờ nhiệt độ là 375 độ rồi ha. Các bạn nhớ giùm mình là mình đang chia sẻ cái khuôn bằng hình chữ nhật. Nếu mà bạn làm khuôn hình vuông, nó nhỏ hơn thì cái độ dày nó sẽ dày hơn là cái độ này. Cái này nó dày, nó không có dày bằng cái khuôn tròn, hình tròn á. Cho nên là khi bạn nướng thì nó sẽ, nhiệt độ nó sẽ khác. Tùy theo cái khuôn của bạn làm 8 inch hay 9 inch, 10 inch gì đó nha. Cho nên là các bạn phải canh ha, canh lửa. Bây giờ cái khuôn này thì mình nướng 50 phút. Cho 375 độ F. Đây các bạn ơi, sau 50 phút rồi đó. Mình bíp bíp rồi nè.
mình tắt và mình đổi nhiệt độ xuống lại là 300 năm. Mình nướng thêm 20 phút nữa nha các bạn. Bây giờ thơm lắm luôn á các bạn ơi, sau khi mình nướng thêm rồi đó. Bây giờ mình sẽ để cái nút broil, tức là mình nướng ở phía trên á để cho nó vàng, cái phía mặt bánh ở trên nó rất là thơm ngon ha. Bây giờ các bạn nhìn thấy nè, nó chưa có vàng ở phía trên phải không ạ? Bây giờ mình nướng ở phía trên nha. Và bắt đầu mình phải canh lửa, tại vì khúc này rất là quan trọng, không thôi nó bị cháy nha các bạn. Ôi, thơm quá trời thơm luôn. Broil ha, bây giờ mình clear trước xong mình broil. Nhưng mà đừng có bấm high mà mình bấm low. Start nè, sau đó mình để timer khoảng 4 phút. Nhưng mà mình phải canh khoảng 3 tới 5 phút tùy theo cái lò của bạn ha. Có thể là lâu hơn, nhưng mà bạn canh khi nào nó vàng ở trên mặt là được rồi ha. Bạn nhìn thấy không, 1, 2, 3 cái ngăn này nè. Mình sẽ để cái ngăn từ ở trên mình đếm xuống là ngăn thứ ba đó. Xong rồi các bạn, mình vừa bỏ vô khoảng 2-3 phút à, nhưng mà các bạn phải canh tùy theo cái lò của mình nha. Đây các bạn ơi, nhìn thấy cái màu có đẹp không nè. Nhìn hấp dẫn quá ha. Bây giờ mình để ở đây cho nó nguội rồi mình mới cắt nha các bạn. Bây giờ nó còn nóng lắm nha. Để khoảng 1 tiếng sau mình mới cắt được nha. Ê, bây giờ mình sẽ nè, nó tách ra như vậy nè. Mình lấy dao. Mình làm gì để một lát mình lấy ra cho dễ nha các bạn. Đây bây giờ thì bánh nguội rồi đó các bạn. Thì mình sẽ cắt ra nha. Này các bạn. Nhìn thấy mê không? Thơm ngon vô cùng luôn á. Ngon lắm. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi, bánh khoai mì nướng với dừa rất là thơm ngon luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nó ngon như thế nào nha. Đó, nhìn hấp dẫn các bạn. Bạn nào mà thích ăn nóng á, thì bên đây nó hơi bị khét khét nè các bạn nhìn nè. Bởi vì mình bỏ lên mà mình để lửa không có đều á, thì nếu được thì các bạn phải tránh cái này. Nhưng mà mình thích ăn cái khúc này nè, nó cháy cháy như vậy. Và có một cái mà mình quên nói với các bạn, nếu mà các bạn thích nướng hai mặt á, mình ụp nó lại và mình nướng luôn cái mặt bên kia một chút xíu nữa, cũng broil luôn á, cho nó vàng vàng á, ăn rất là ngon. Bây giờ mình ăn thử nha. Nãy giờ mình vừa cắt mình cũng ăn thử mấy cái rồi. Cái khúc này nè, ăn nó cháy cháy nha, nó thơm ngon lắm. Ở trong cái dừa nè các bạn, cái độ ngọt nó vừa phải mà nó thơm lắm các bạn ơi. Nó thơm mùi nước cốt dừa và rất là nhẹ, và ni là nhẹ lắm. Mình tạm thời chia tay các bạn nha, mình đi ăn tiếp ha. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nha. Nếu các bạn có thắc mắc gì xin để comment ở phía dưới, mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể. Bạn nào mà xem video này mà thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.